Xuân Lâm xin chào quý vị và các bạn. Sau đây là bản tin dự báo thời tiết tại Lâm Đồng cho tối nay và ngày mai, 14 tháng 8 năm 2023. Thưa quý vị, trong đêm nay và ngày mai, tại Lâm Đồng vẫn chịu ảnh hưởng chủ yếu của gió mùa Tây Nam có cường độ trung bình đến mạnh. Do vậy, thời tiết trong toàn tỉnh có khả năng sẽ làm mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác đến nhiều nơi và có nơi có dông. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ toàn tỉnh phổ biến dao động từ 17 đến 32 độ. Cụ thể, khu vực phía Bắc tỉnh Lâm Đồng gồm thành phố Đà Lạt, huyện Lạc Dương và Đam Rông. Dự báo tại khu vực này trời nắng gián đoạn, chiều tối có khả năng có mưa nhỏ ở một vài khu vực. Nhiệt độ tại khu vực này có cao hơn những ngày trước khi nhiệt độ dao động từ 17 đến 25 độ, độ ẩm trung bình từ 80 đến 85%. Khu vực phía Đông tỉnh Lâm Đồng gồm Đơn Dương, Đức Trọng, Lâm Hà và Di Linh. Thời tiết khu vực này chủ yếu là mây thay đổi đến nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác. Nhiệt độ dao động từ 20 đến 29 độ, độ ẩm trung bình từ 80 đến 85%. Khu vực phía Nam tỉnh Lâm Đồng gồm thành phố Bảo Lộc và huyện Bảo Lâm. Trong ngày mai thì trời sẽ tiếp tục có nắng, nhưng đến chiều tối khả năng có mưa dông rải rác ở nhiều nơi. Nhiệt độ dao động từ 20 đến 29 độ, độ ẩm trung bình từ 85 đến 90%. Khu vực phía Tây Nam tỉnh Lâm Đồng gồm Đạ Oai, Đạ Tẻ và Cát Tiên. Thời tiết chủ đạo là mây thay đổi đến nhiều mây. Khu vực này vẫn có khả năng có mưa. Chính vì thế nhiệt độ tại đây cũng không quá cao như những ngày trước, khi nhiệt độ dao động từ 24 đến 32 độ, độ ẩm trung bình từ 85 đến 90%. Thưa quý vị, có những cuốn sách có thể thay đổi suy nghĩ dẫn đến thay đổi cuộc đời. Trong chương trình Sách hay thay đổi cuộc đời phát sóng ngay sau đây, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị khán giả một cuốn sách như vậy. Cuốn sách đã làm thay đổi hành trình của một cô gái, lan tỏa nhiều những giá trị tốt đẹp trong cuộc sống. Và cô gái đó chính là Nguyễn Hoàng Thảo, người được biết đến là một trong những phụ nữ tiêu biểu trong việc truyền cảm hứng tích cực cho phong trào Zero Waste, một lối sống không rác thải ở châu Á. Quý vị thân mến, tiếp theo là dự báo thời tiết cho những thắng cảnh, khu điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng và bảng nhiệt độ các tỉnh thành trong cả nước. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt.